Trước hết là cái bờ sông bên này, bờ sông bên kia, đó là danh lợi. Ai tu hành cũng muốn là thành Phật hết, cũng muốn là chứng đến quả niết bàn hết á, nhưng mà trên cái đường tu đó danh lợi nó chặn lại, nó chặn lại. Để tôi nói ở chỗ này để quý vị lưu ý này. Có cái vị tỳ kheo đó, hồi mới về cái làng đó, cái làng nghèo mà, dân nhà quê nghèo lắm, thấy đi đâu cũng có cái nón lá thôi, đôi dép Lào đó mày khác, dễ thương lắm. Đi đâu thì bổn đạo cũng mến, mà nhà ai có nhà đám ma, nhà héo, thầy tới thầy tụng kinh ban đêm, có mấy thầy trò thì kéo nhau đi tụng kinh dễ thương. Từ cái chỗ đó đó mà quần chúng Phật tử họ thương cái thầy đó dữ dằn, vị tỳ kheo đó dữ lắm. Không cần bằng cấp gì hết, không có bằng cấp gì hết. Họ không có hỏi thầy có bằng cấp gì không, không có, nhưng mà cái hạnh của cái thầy đó rồi cảm tình dần dần cái thì cái chùa đó nó sập, nó hư, cất cái chùa mới lên. Bây giờ thầy không đi đi đâu hết, bởi vì danh lợi rồi, không đi đâu hết. Ai mà tới mà thỉnh mà trần đàn cốt chĩa rồi chứ không thôi thì bắt lỗi này bắt lỗi kia. Mà cái hồi chùa nghèo dễ thương, nhưng mà tới chùa lớn là cái thời bắt lỗi, kiếm chuyện này bắt lỗi, kiếm chuyện kia bắt lỗi. Là vì sao? Là vì cái danh cái lợi này nó quên cái đó, nó quên cái bản, cái sơ tâm ban đầu rồi, cái chí nguyện của mình quên danh lợi. Đó. Cho nên vì vậy đó mà các tổ rồi quý vị tôn túc của chúng ta, bề trên của chúng ta đó, luôn luôn cân nhắc chúng ta. Thì trong kinh đó, Di Giáo thì Đức Phật dạy thế này, dạy cái mà giữ gìn cái đó, dạy như thế này: cái một đồng chăn trâu mà muốn cho con trâu nó đừng có phá lúa mạ của người ta đó thì phải xỏ dàm, chứ còn không xỏ dàm là không được. Bởi vì khi mà hai bên, cái đường đi hai bên mà lúa trổ đồng đồng, tức là chuẩn bị trổ đó, là trâu nó thích lắm. Mà không có sợi dây dàm này thì bên này ăn cũng được, bên này ăn cũng được, tiêu lúa mạ của người ta hết. Cho nên cái chú một đồng đó ngồi trên lưng con trâu mà nắm sợi dây dàm, hãy nó ngoái cái đầu qua đây, gịch qua đây, nó quay qua bên đây, gịch nó qua trở lại, thế mà giữ nó là đi hai bên lúa mạ của người ta mà không có phá hại cộng nào hết, nhờ dây dàm. Trong kinh Di Giáo Phật dạy. Cho nên nếu mà chúng ta tu hành mà chúng ta không có giới luật, dàm là cái giới luật, sợi dây dàm là giới luật. Cho nên danh lợi đó dụ cho lúa mạ hai bên đường non ngon lắm, lách qua bên này cũng ngon mà lách qua bên này cũng ngon, danh lợi nó hai bên này. Mà nếu mà không có sợi dây dàm này nó làm cái cương lĩnh đó, thì chúng ta phạm lúa mạ hai bên đường, chứ không phạm vào danh, không thì lợi, không lợi thì danh. Tôi nói cái chỗ đó rồi quý vị đó. Thế thì cái đầu tiên hết mà cái Đức Phật xác định là cái khúc gỗ này không ra trôi ra được biển đó, là vì trôi một đoạn đường trên sông mà nó tắt qua cái hai bên đường này, tức là danh và lợi. Bây giờ ta nói danh, danh là cái tiếng, tiếng khen. Ở ngoài đời đó thì khi mà cái người lúc đó họ còn nghèo, họ chỉ cần gạo thôi quý vị, họ chỉ cần gạo thôi, khen họ bao nhiêu họ cũng không mừng hết, chỉ có gạo họ nấu thôi.
Nhưng mà khi mà họ có tiền rồi đó thì họ cần cái danh giá, cái tiếng khen, cái danh dự. Bây giờ họ không cần cần tiền nữa, bây giờ họ cần cái danh, danh với lợi. Đó là chuyện của ngoài xã hội. Bây giờ cái vị tỳ kheo, cái vị người tu ở trong 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 đạo, ở trong trong chùa thì cần gạo. Đó nè, thì bốn đạo họ cũng họ cung cấp, không có ông thầy nào nào đói hết. Tôi nhớ hồi đó tôi ở với thầy, tôi còn nhỏ, tôi đi đám, tôi hai thầy trò mới cùng đi cùng đường ở ngoài đường nhà quê mà. Hồi xưa cực lắm quý vị. Thầy trò tôi đi đám mà đi tụng kinh, quải chuồng gọi quải mỏ đi 4-5 cây số mới tới cái nhà đám nó tụng tụng kinh. Ở đó ở luôn đó, 1-2 ngày đám gì đó tụng kinh ở đó luôn rồi mới về. Chứ không phải như bây giờ nó xe đưa xe rước cũng có đâu. Thì cũng tình cờ tôi hỏi thầy, chùa mình không có ruộng rồi, vì thấy dân chúng ai cũng có ruộng hết. Mình ta có ruộng, ta làm lúa rồi ta để dành ta ăn mãn năm, còn chùa mình không có ruộng. Tôi hỏi thầy tôi, mình có ruộng rồi cơm gạo lấy gì ăn thầy? Ông nói dễ chứ gì mày, thuộc dây đà ăn thấy bà không hết. Mà thiệt quý vị, thuộc dây bà đà ăn thấy bà không hết. Thế cái mình tới đá mình tụng dây đà cái thôi ăn à. Thoải mái. Kinh nghiệm của thầy trò tôi là thuộc dây đà ăn thấy bà không hết rồi đúng. Nói thì nghe nó tức cười lắm, nhưng mà thực tế nó vậy đó. Là vì cái cơm gạo này là do tín đồ, do cư sĩ Phật tử tín đồ họ cung phụng cho mình thì khỏe đó. Bây giờ còn cái danh, còn cái danh, người ta chết vì cái danh đâu quý vị, chết vì cái danh. Cho nên tôi có cái suy nghĩ thế này, tôi cũng nói với quý thầy trong ban hoằng pháp rồi cái tăng ni tôi dạy, tôi nói mình đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đó là bỏ cái giàu đi tìm cái nghèo. Nhưng mà thực tế đó thì Đức Phật nói với chúng ta đó, chúng ta là giàu hơn hết chứ không phải nghèo đâu. Tu sĩ chúng ta giàu nhất. Tôi nói thế thì quý vị với tôi, từ Việt Nam qua đây ai mà có dòng họ bà con cỡ tôi không? Ai có không nè? Không có đâu, 2-3 người là tốt đa. Họ đi qua Úc, họ đi thăm bà con, họ giỏi chuyện 4-5 người thôi. Còn tôi quá trời quá đất. Mai mốt còn xuống xích này nữa, còn nhiều nữa. Thì tôi giàu chứ đâu, tôi đâu nghèo đó. Thế thầy Tâm Minh, thầy bỏ cả dòng họ anh em thầy đi tu. Mà bây giờ thầy có bao nhiêu đây nè? Thầy giàu hay nghèo? Giàu. Chứ không phải nghèo đâu. Là vì chúng ta giàu cái đạo đức. Ta phải nói cái rõ ràng, ta giàu cái đạo đức, ta giàu cái tình cảm. Tôi thường nói với quý thầy là tôi không sợ, tôi không có tiền đâu. Tôi xin nói tôi không sợ. Nhưng mà tôi sợ tôi thiếu tình thương. Chứ tôi không sợ tôi thiếu tiền. Là vì tôi không cần tiền, tôi sợ gì nữa. Tôi làm cái gì thì Phật sự đó này, của tín đồ của Phật tử không hỏi của tôi. Tôi nói với thợ, làm chùa tôi nói với thợ, thầy không có tiền nha. Đó là tiền của Phật tử. Mà mấy chú làm cho thầy là mấy chú làm cho phải đạt yêu cầu. Cái nào ra cái đó chắc chắn đàng hoàng. Chứ làm rồi đập, làm rồi hư đó là thầy mang tội. Mấy chú cũng mang tội lây nữa. Bởi vì thầy là cái người giữ gìn của tài sản, của tam bảo, giữ gìn của Phật tử. Mà để làm như thế này, hư thế này thì sao? Thì Hòa Thượng Đại Giác có cô Phật tử ở Đức, cô về, cô nói tôi, cô nói bạch thầy, sư phụ con cất chùa bây giờ con mắc cỡ quá, con không dám dẫn bạn con về giới thiệu. Mà hồi đó mà sư phụ con cắt á, là con đi dẫn động tiền cho sư phụ con cắt, các cái chùa về chưa khánh thành nó nứt mà mình đi chung qua được đó quý vị. Nó nứt cái tường mình đi chung qua được á, ở Bình Dương á. Rồi làm sao? Cho nên tôi nói về là tôi không có tiền, quý chú làm tôi trả tiền công, nhưng mà quý chú phải làm cho đạt yêu cầu. Cái gì ra cái đó tiền của Phật tử chứ không phải tiền của thầy. Thầy chỉ là cái người là giữ gìn của tam bảo, như giữ trồng con mắt. Hãy con mắt mình, cái hạt bụi mà nó vô nó xuống mình chịu không nổi, thì cái tiền của tam bảo, tiền của thập phương nó phải như vậy. Tôi dặn kỹ càng như vậy, không cho đập. Làm sao đà làm chứ không có cho đập.
kỹ càng vậy. Thì như vậy tôi nói là mình xả phú cầu bằng, tức là xả cái tài sản của thế gian, cái lục thân quyến thuộc mà đi vào trong trong chùa, thì Đức Phật nói mình là người giàu nhất là mình giàu đạo đức, chứ không phải là giàu tiền. Cái giàu đó là giàu đạo đức. Xả thân để cầu đạo. Thì bây giờ mình nói rằng ngoài thế gian người ta chảy chuốt, người ta cung phụng, người ta ca ngợi cái thân xác này, cái thân phận này. Còn người tu thì sao? Tôi về tôi thấy em tôi có đó em gái mà nó ba cái tủ quần áo quá vậy. Ba cái tủ. Tôi hỏi cho mày may gì dữ vậy mày? Nó trời ơi lỗi thời quá, bận không được, người ta cười chết. Tao con bộ này mấy chục năm mày. Có ai dám cười tao không? Tao có một bộ một thôi mà mấy chục năm nay có một bộ thôi, tao đi cùng hết trơn. Chả thấy người nào mà chê tao hết á. Nó nói trời ơi ông khác tôi khác ông ơi. Rõ ràng không? Cho nên mình cũng không cần tốt, cũng không cần sang, mà mình cho nó ấm. Nó ấm như thôi. Qua đây lạnh quá phải lấy cái áo lạnh bận vô. Chúng tôi lạnh chịu không nổi là cần cái đó đây cho nó ấm. Chứ còn cái đó thì nó không quan trọng với mình. Nhưng mà thế gian họ quan trọng lắm. Cái áo mặc một lần thôi, đi đám cưới rồi về bỏ chứ không mặc lần thứ hai, hỏi sao nữa. Lạc hậu lỗi thời. Còn chùa bận hoài có cái đó cũng nhiều đó thôi, không thêm vậy. Nhưng mà có tôi thấy Phật tử nào chê nói thầy bận cái đó lỗi thời đó, lạc hậu đó đâu có. Cũng cung kính cũng lại đàng hoàng. Phải không? Không phải lại cái quần cái áo, mà lại cái đức độ của thầy. Mỗi năm mà an cư kiết hạ rồi, mãn hạ rồi đó, quý vị biết không, đệ tử tôi xuất gia, họ lên họ thưa tôi, họ làm cái lễ khánh tế, rồi Phật tử cũng về để khánh tế mừng tuổi đạo tôi. Tôi thấy ai cũng mừng hết. Cái gương mặt họ làm lễ rồi tôi, trên tôi dòm cho tôi, ai cũng mừng hết. Tại sao? Vì thầy mình thêm một tuổi đạo, tức là cái đạo đức của thầy mình cao lên, người ta mừng, chứ thầy không có tiền. Mà tôi nói với bổn đạo tôi có mấy tỷ đó, thì rồi đời, bổn đạo tôi nó bỏ tôi liền, bỏ liền. Mà tôi không có đồng nào mà cái mùa an cư kiết hạ đó tôi tu hành. Quý vị biết một mùa hạ tôi đi giảng mấy chục ngày không? Tức là 17 tháng 4 bắt đầu tôi lên lớp, tôi giảng cho tới mùng 7 tháng 7, như vậy là 90 bài giảng. Không bỏ một bài nào hết. Sáng trưa chiều tối. Bởi vì 10 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 13 cái trường hạ, mà tôi đi giảng một trường hạ một buổi thì là 13 ngày mới giáp. Chứ đâu có phải một tuần đâu, 13 ngày mới giáp rồi trở lại như thế đó, tôi giảng vòng hết. Thầy trò tôi chạy đụng mặt luôn. Mấy vị trong ban hoằng pháp chạy đụng mặt hết, thầy này chạy trường hạ này, thầy này chạy trường hạ kia. Thế là 90 ngày. Thế thì sau khi mãn hạ rồi là Phật tử tôi, đệ tử tôi nó mừng khánh tế tôi, là vì nó mừng tôi thêm một tuổi đạo tu hành nghiêm mật, mà thầy trò tôi mừng, chứ đâu phải là tôi có tiền mà học trò tôi nó mừng đâu. Đó tôi nói cái đó là cái chí lý nhất. Thế thì tại sao Phật tử nó nói ông thầy đó có bằng cấp, họ lại thì họ về họ sắp hàng cháu nội cháu ngoại họ lại hết. Mấy ông mấy bà có cháu nội cháu ngoại, có bác sĩ hết trơn nữa, vậy sao không lại tụi nó đi vô lại ông thầy? Ông thầy không có bằng cấp vậy trời. Nếu mà nói tìm ông thầy đó có bằng cấp để lại đó, thì về mình con cháu mình lại hết. Không, không có lại con cháu đâu, đi lại ông thầy. Là vì ông thầy có tu, ông thầy có đạo đức, ông thầy đó lìa danh lợi ta mới lại, chứ còn hay bám vào danh lợi thôi họ không lại đâu. Tôi nói bảo 100%. Mà cái kinh nghiệm đó đó là cuộc đời tôi trong Phật pháp mấy chục năm. 13 tuổi rưỡi tôi có ở trong chùa, năm nay 64 tuổi. Cuộc đời tôi ở trong chùa dài như vậy đó quý vị. Tôi ở chùa hội có nè, chùa làng có nè, chùa nhà giàu có, chùa bổn tộc có nè. Ở 4 cái chùa. Tại Tâm Minh mới ở con cái. Tôi ở 4 cái.
chùa làng thì sao, chùa bổn tộc thì sao, chùa nhà giàu sao, là chùa hội sao, tôi ở hết bốn chùa, tôi có ở hết. Chùa nhà giàu đó quý vị biết sao, sáng tới nó chắp tay lô đích, nó là tới nó lấy cái tay nó rờ cái bàn này, nó coi còn có bụi không, nó kiểm soát ông thầy tới cái bàn Phật nó lao coi coi có bụi không. Nhà giàu họ cất chùa, họ có tiền họ cất chùa, nhưng mà coi ông thầy đó như là ô xin ở đây quét chùa quét bàn cho họ vậy thôi. Đám dỗ họ vô họ đếm còn mấy thứ bánh, đám dỗ đó chủ chùa đó họ vô họ đếm coi trụ trì làm đủ mấy thứ bánh, bánh ít, bánh bao, bánh bò, bánh da lợn, bánh gì thứ bánh đó, 19 thứ bánh thiếu nó họ hứ họ đi về đi, họ không giữ. Chùa nhà giàu nhiều kiểu chùa, mà cái nghiệp của mình là cái nghiệp ở chùa, cho nên mình phải ở thế thôi à. Chứ đâu phải nói quý vị nó ở chùa sung sướng vậy đâu. Người con gái đi làm dâu đó có bà mẹ chồng, con trụ trì ở chùa trăm bà má chồng, ở hết. Má chồng nào cũng ở hết. Ông bà bổn đạo thì tới cổng vậy là ra lo chào lần rồi. Trời tôi đợi cô mấy cả tuần nay nữa mà không có đợi khỉ gì hết á. Mà cũng phải nói vậy đó. Tại vì bà thích cái đó thì phải nói vậy bà. Còn bà nữa thì gặp nhau thì liếc liếc vậy thôi chứ không cần hỏi nữa. Khách sáo không chịu. Còn bà thì phải hỏi từ ở ngoài ngõ hỏi vô. Rồi cúng cái gì đó phải cắp nắp nó cho bà, không cho bà là bà về bà cũng nói nữa. Chứ là chiều bổn đạo. Bổn đạo vậy đó đủ thứ. Thôi tôi nói cái chuyện danh lợi là vậy. Tức là ta phải lìa danh lợi. Mà hễ bám vào cái danh lợi này mà nặng cái danh lợi này thì cái đạo đức nhẹ, mà đạo đức nhẹ là mất cái chỗ dựa của cư sĩ, của quần chúng Phật tử. Tội nghiệp người ta đâu, tội nghiệp người ta đâu. Bây giờ quý thầy trả ơn cho Phật tử thì trả ơn sao? Thì tới giữ nhà cho quý vị, lái xe cho quý vị, rửa xe cho quý vị hay làm gì trả ơn? Tu mới trả ơn chứ không có làm gì trả ơn được hết. Thầy Tâm Minh yêu cầu ở chùa phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải tu. Một câu niệm Phật của mình là mình trả ơn cho thí chủ đàn na. Một câu niệm Phật là mình trả được ơn của thí chủ đàn na. Mình quét cái bàn Phật cho sạch, mình quét cái chánh điện cho sạch, mình lao cái tượng Phật cho sạch là mình trả nợ cho đàn na thí chủ. Chứ đâu phải tới đây bồng con cho họ, đâu phải rửa xe cho họ, không phải. Mà phải tu hành trả ơn cho đàn na trả như vậy. Ở đây là tôi nói cái trả ơn. Thì cái cô này có chồng sanh đứa con gái, sanh đứa con trai đầu lòng. Người em trai đi tu, thì cô mới có cái tâm là sẽ là thằng bé này con của mình lớn lên sẽ cho theo cậu nó đi tu. Phật tử thuận thành nè, tới 15, 16 tuổi cái đem bé vô chùa. Mà ông cậu tên là Tăng Hộ. Thì cô này cũng đặt thằng con cô tên là Tăng Hộ. Tăng Hộ cháu, Tăng Hộ cậu. Cho Tăng Hộ cháu theo tu với Tăng Hộ cậu. Tới 18 tuổi. Thì dọn để đó. Rồi mời sư phụ dùng sáng. Tăng Hộ mới đội cái sắp vải lên đầu quỳ xuống. Bạch sư phụ, bà thí chủ đó bà cúng cho con cái sắp vải đi về mai y hậu chuẩn bị đi sư phụ cho đi thọ giới, mà con xét là con không có đủ cái tài đức, không đủ cái đức độ để nhận cái của này, mà của quý quá sư phụ, con cúng dường lại sư phụ nhận dùm cho bà thí chủ đó có phước. Tăng Hộ ngồi làm thinh đúng nói vậy. Ăn hết thì dùng hết cái chén cháo xong rồi đỏ cái đầu gối hết, đứng dậy bưng cái mâm hầu đó đem dẹp rồi đem cái khúc vải vô phòng cất. Hơi buồn, hơi buồn. Mình nói như vậy đâu có lỗi lầm gì, vừa là cậu mà vừa là thầy. Mà mình xét là mình không đủ cái phước đức để nhận cái sắp vải này cúng như sư phụ. Cái gì phải nói sao làm thinh. Rồi đem cắt. Sáng ngày hôm sau cũng bưng cái mâm hầu ra rồi mời sư phụ ra điểm tâm rồi quỳ xuống đội cái sắp giải lên, cũng nói như ngày trước về sư phụ, con cúng dường cho sư phụ nhận dùm cho bà thí chủ đâu có phước chứ con không có nhận được.
cũng làm thinh, không nói gì trời. Tự nhiên nghe thấy miếu tuổi. Ở ngoài đời thì mình kêu bằng cậu, ở trong chùa mình kêu bằng thầy, mà không tình cảm gì chứ. Cậu cháu gì kỳ vậy? Mình nói như vậy là phải quá, đúng đạo lý quá chứ đâu có nói gì, mà cũng không trả lời, không nói gì hết. Miếu. Rồi thế đem cắt. Ngày thứ ba cũng làm như vậy, bưng mâm hầu ra rồi mời sư phụ điểm tâm, rồi đội khúc vải lên đầu cũng thưa như vậy nữa, làm thinh không nói vậy. Bây giờ tức thế nè, buồn rồi khóc rồi tức, thôi không tu nữa, hết tình cảm nè. Ngày thứ tư bưng mâm hầu ra mà không đội sắp vải nữa, đứng quạt hầu sau lưng cầm cái quạt, đợi cho sư phụ vừa điểm tâm cho, cầm cái quạt đứng sau lưng mà suy nghĩ, bây giờ mình không có tu nữa, hết tình cảm rồi. Đem sắp vải này về bán, mua con gà, nó đẻ rồi ấp ra bầy gà con nuôi, bán bầy gà con đó, mua nuôi con bê, con heo chứ, nuôi heo. Heo đẻ ra bầy heo, bán bầy heo mua con bê, nuôi đẻ bầy bò bán cưới vợ. Không tu nữa thì vậy thì sao? Mà lấy cái vốn của cái sắp vải này đó rồi làm lời ra, lấy ngắn nuôi nuôi dài, nuôi gà rồi nuôi heo rồi nuôi bê, rồi đó là được bầy bò xong rồi bán cưới vợ. Xong 3 năm cái vợ mình đẻ ra mình đặt tăng hộ nữa, mà tăng hộ trả thù. Má mình đặt tăng hộ cho mình đi tu mà mình đặt tăng hộ là trả thù. Rồi. Xong rồi cái vợ chồng mình mới suy nghĩ, đứng suy nghĩ đó. Vợ chồng mình mới đợi cho tăng hộ trọng trọng chút, mới bế tăng hộ về thăm sư hộ ông. Mà trên đường đi đó thì vợ gánh hành lý, chồng bế con. Rồi đổi lại là chồng bế con, vợ gánh hành lý. Đoạn đường dài mà. Thì đi cái đoạn đường đó, tới cái phiên bà vợ bế tăng hộ làm rớt, mỏi tay quá rớt tăng hộ. Ông chồng bực mình lấy đòn gánh, ông đập đầu cái bà vợ, nhưng mà lấy cây quạt đó gõ đầu ông sư phụ. Cầm cái quạt đó gõ đầu ông sư phụ. Ông sư phụ ngồi ông nói, ủa, mày lấy đòn gánh mày đập đầu cái mụ đàn bà đó, sao mày đập đầu ta? Thế thì tăng hộ mới suy nghĩ rằng mình suy nghĩ mà sư phụ biết. Sư phụ biết. Cho nên Đức Phật nói là tâm của phàm phu lén lút đi một mình. Đi có mình chứ đi có ai đâu. Đi từ cái lúc mà mua con gà về nuôi, nuôi rồi bán bầy gà nuôi con, mua con heo con, rồi bán bầy heo con nuôi con bê, rồi bán bầy bò. Có phải đi một mình không? Mà tới rồi đẻ con, rồi đặt tăng hộ, rồi về thăm tăng hộ cậu, thăm tăng hộ ông, rồi đủ thứ chuyện hết. Mười mấy năm chứ đâu phải đơn giản. Mà đứng đó suy nghĩ thôi. Tâm phàm phu lén lút đi một mình. Đi vô tận. Đi vô tận. Đi xuống A Tỳ cũng tâm, mà đi lên Niết Bàn cũng tâm. Như vậy để chúng ta thấy cái khúc gỗ này sẽ trôi ra biển, tức là con đường tu hành của hành giả, chúng ta từ sanh tử đến Niết Bàn sẽ tới, nhất định sẽ tới, nhưng mà dọc đường này bị danh lợi, không tới. Đấy nè, danh rồi lợi, tức là cái tiếng khen, rồi tài, tiền, bạc, cái gì đại khái đó, đủ thứ. Cho nên tôi có một thầy huynh đệ với tôi. Thầy tính thì hay lắm quý vị. Thầy nói, thầy lên trên Đà Lạt, thầy mua 2 mẫu đất. Thầy tính với tôi đó, bây giờ đó, mình không có ăn của đàn na thí chủ gì hết. Mình làm rẫy, rồi mình trồng này kia khác, trồng artiso. Tao trồng artiso 2 năm là giàu. Tôi nói anh giờ anh khỏi tu. Anh nói giỡn mày. Mình tu chứ gì đó. Mà thiệt.
Thì khi mà lên trên đó làm xong rồi thì, rồi cái số mà anh em ở miền Trung họ vô đó, họ thấy thầy này làm được cái họ hợp tác, họ mời hợp tác 2-3 mẫu rồi 3-4 mẫu thành ra một cái đồn điền. À, bây giờ tức là cái ở bên nước ngoài họ vô đó họ mới đầu tư, họ mời anh làm giám đốc. Bây giờ tối ngày lo tiền không, chả có ăn cư kiết hạ một sẵn có đạo tràng niệm Phật kia trên. Tôi lên tôi thăm tôi nói dạ chào thầy triệu phú, bây giờ giàu quá rồi phải triệu phú chứ sao. À, tới bây giờ không tu nữa. Nhưng mà cái cuộc đời của sư huynh tôi đó thì ổng quyết tâm ổng tu chứ không phải là ổng gì hết, nhưng mà xa vô cái chỗ này bây giờ cái là lo tiền không, tiền không hết tục. À, một cái vị sư cô nữa là bà con tôi, bà con cũng còn gần lắm, ở 21 cái chùa họ tu không được. Bên lúc mà chồng của chị mất đó, là bên gia đình ở bên chồng để lại cái tài sản đó, tôi nghe thôi chứ còn cái chính xác là tôi không có chính xác được. Nghe bà con nói là gần 1.000 cây cây vàng bán cái tài sản rồi chị mới xuất gia nè. Ở từ cái chùa giàu nhất cho đến cái chùa nghèo nhất là 21 cái chùa ở không được. Quý vị biết sao không? Tao đâu có ăn của chùa mày, nói ngon lành vậy đó. Tao có của, tao vô chùa tao ăn, tao tu, tao đâu ăn, tao không sợ mắc nợ ai hết, nói ngon lành vậy đó. Rồi thì vô cái chùa đó ở thời gian rồi nói với trụ trì nó, thưa sư bà, nói con lớn tuổi rồi làm công việc chúng không có được, rồi nay nó nhức đầu mai nó đau lưng, sư bà cho con cất cái thất ở bên đó. Rồi sư bà nó thôi lớn tuổi rồi con làm nó cũng được, công việc chúng thì làm được nhiêu làm rồi cái gì đó, rồi cất cái phòng sang trọng lắm, ra ngoài phố rinh đủ thứ đồ hết, cái gì cũng có hết, ngoài chợ có gì rinh vô đồ hết. Rồi sáng cái lo ăn ăn sáng, lo ăn trưa, trưa lo ăn chiều, chiều đi coi phim, không tu gì trời. Đâu có ăn đàn na thí chủ đâu, ăn của tao mà, không tu gì trời. Rồi trưa nên quý vị bổn đạo họ thấy sư cô này có tiền họ vô cho họ mượn, không cho cái chửi lộn dở cóc đi. Vậy mà 21 cái chùa ở không được. Tôi nói rõ ràng đó, thì cái gì tôi nói là pháp sư mà nói là bảo đảm không sai, không sai gì hết, không dám nói thêm bớt gì hết. 21 chùa ở không được mà tiền không. Tôi mới nói chị hay quá, em dở, em hồi đó em trốn ba trốn má em đi không có đồng nào em tu tới bây giờ được, còn chị tiền quá trời mà tu không được, sao kỳ vậy? Không nói sao kỳ mày, tao tới tao ở ai cũng ghét hết rồi. Sao kỳ mày, tao ở ai cũng ghét hết rồi, nó bị do cái tiền này tao ghét hay có gì đó, do cái tiền này đó. Chứ phải mà chị tôi mà ở đó mà niệm Phật mà hướng dẫn cho Phật tử tu bát quan trai hay là tu Phật thất thì ai cũng thương hết, ai cũng thương hết. Ngặt cái này lo ăn không, sáng là quầy lầy quầy cái ăn sáng tới 9 giờ rồi cái lên võng nằm đường hồi xuống làm ăn, làm cho tới 11:30-12 giờ ăn rồi lên nằm chút nữa xuống cái làm ăn, cái thứ ăn không thì chiều còn chút nữa mở phim coi vậy thôi, đó có tu hành gì đâu. Thôi. À, tôi bái cái đó bây giờ thì bái sợ lắm. Đó nè, thế thì chị tôi là khúc gỗ trôi sông, nhưng mà chị tôi cũng muốn đến niết bàn, nhưng mà tới đây cái nó chặn lại cái hết ra niết bàn rồi, tới cái thứ hai, cái trận thứ hai là về cái vòng xoáy, cái vòng xoáy. Thế thì trên đời này quý vị biết cái gì nó hút mình không? Cả thế giới này nó hút chứ không phải. Cái tham ái nó giúp, cái tham ái nó hút mình. Cho nên trong cái bài Tứ Diệu Đế đó, mà Đức Phật nói đầu tiên, cái bài pháp đầu tiên cho năm em Kiều Trần Như ở Sanat đó là khổ đế, rồi tới tập đế,
Tại sao Phật không nói tập đế trước mà nói cái khổ đế, đế trước? Có người họ phê bình Đức Phật không có từ bi. Họ nói cuộc đời này nó như vậy thì phải che bớt nó lại, giấu bớt nó lại. Cái đằng này Phật phơi bày nó ra hết trơn. Bây giờ cái thằng bé con nó mới chơi gần cái bờ ao, thì mình người lớn mình biết rồi, thế nào trước sau nó cũng lọt ra nó chết. Mình tới mình nói với nó thế này: con ơi, chơi ở đây đó, một chút nữa con xuống dưới đây con chết trôi, rồi ba bữa nổi lên, rồi ba má con khóc, rồi đem con đi chôn xuống đất. Quý vị nói vậy nó nghe không? Không, không bao giờ nghe hết. Mà bây giờ quý vị lỡ quý vị lấy cái tay quý vị đế đít nó một cái, vô chết là nó chạy vô liền, là vì nó sợ cái quả. Chứ còn quý vị nói cái nhân nó không sợ. Bây giờ cái bầy gà con mà nó chạy lòng vòng đó đó, ở ngoài rừng, ngoài vườn đó, thì nhất định nhiều bù cắt bắt ra. Quý vị ra quý vị nói với gà sao: gà ơi, đi vô, đi ra ngoài đường bù cắt nó chụp chết. À, mình nói nó đâu nghe. Dèo, vậy nó chung vô, hết. Là vì nó sợ quả, chứ nó không sợ nhân. Mà ta đi nói cái nhân của nó là nó không sợ. Chúng sanh cũng như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói quả trước, mà Đức Phật nói nhân sao? Cái nhân sanh ra quả khổ đó là ái dục. Là ái dục. Tức là anh em trong họ hàng mà tranh tụng với nhau, giành đất, giành khác cũng là ái dục. Dục này nó có gì? Tài sắc danh thực thùy. Tức là ham muốn cái tiền của, ham muốn ruộng đất, ham muốn danh dự, ham muốn tất cả cái ham muốn này nó thuộc về dục. Cho nên nó từ cái ái dục này mà nó sinh ra cái quả khổ này. Mà chấm dứt cái ái dục này tức là chấm dứt cái quả khổ. Cho nên cái dòng xoáy này nè, cái dòng xoáy, cái trạm thứ hai mà khúc gỗ này không ra xong được đó là ái dục. Hoàng tử này tranh chấp với hoàng tử kia cũng là do ái dục. Xóm láng giềng tranh tụng với nhau, cái ranh, cái con đường đi cũng là do ái dục. Rồi cái cậu này đánh cái cậu kia cũng là do ái dục. Đi giành gái cũng là ái dục. Rõ ràng chưa? Tức là món ăn, tài sản, ruộng vườn, trai gái nằm trong cái diện ái dục. Đức Phật quy trong nằm trong cái diện ái dục này. Mà từ cái ái dục này mới sinh ra cái quả khổ này. Ta diệt cái ái dục này thì cái quả này không có. Chấm dứt cái quả. Mà phải diệt cái ái dục. Thế thì chúng ta không đến Niết Bàn được là do cái ái dục. Cho nên cái chặng đường thứ hai mà khúc gỗ không ra xong được. Bây giờ tới cồn bãi. Cái thứ ba là cồn bãi. Nên là mắc kẹt trên cồn bãi đó. Thì quý vị thấy rằng cái đời sống của chúng ta đó, ở ngoài xã hội cũng như ở trong nhà chùa, nó có khác nhau gì đâu. Cái nhà của quý vị là một cái gia đình nhỏ, còn cái ngôi chùa là cái đại gia đình lớn. Đó nè, ngoài nhà quý vị cũng có cái bếp, trong chùa quý thầy cũng có cái bếp, ở nhà quý vị có cái bàn thờ, trong chùa cũng có cái bàn thờ, quý vị có cái giường, trong này cũng có cái giường. Ở ngoài nhà sao để trong chùa y vậy? Không có khác nhau hết. Chỉ khác nhau ở cái sinh hoạt. Cái sinh hoạt đấy thôi. Thế thì sinh hoạt của nhà chùa là sinh hoạt sao? Thuần túy tín ngưỡng. Còn ở gia đình của quý vị là xã hội. Mà ở cái chùa đây là tín ngưỡng. Nhưng cái tín ngưỡng trong nhà chùa không chưa đúng. Chưa đúng nghĩa. Bởi vì sinh hoạt tín ngưỡng nó thuộc về tôn giáo, mà nhà chùa phải tổ chức tu học cho Phật tử. Cái tu học này đó mới đưa đến cái giải thoát, và cái tín ngưỡng này không có giải thoát. Không giải thoát. Bởi vì cái lý tưởng của chúng ta đến với đạo Phật là lý tưởng giác ngộ chứ không phải là tín ngưỡng. Mà không có tín ngưỡng là không có nhà chùa,
Đó nè, không có tín ngưỡng là không có quần chúng, phải có tín ngưỡng. Cho nên cái tín ngưỡng này là cái phương tiện đầu tiên hết, người ta đến với đạo, người ta đến với chùa, ta không hiểu về Phật pháp hết. Nói rõ ràng vậy đó. Nhưng mà dần dần ta đến với chùa, ta đến với đạo, thầy trụ trì phải hướng dẫn cho người ta, phải dạy cho người ta biết Phật pháp, tu học đúng chánh pháp, thì cái đó là cái trách nhiệm của vị trụ trì. Còn nếu mà họ đến đây với tín ngưỡng không, thì cái tín ngưỡng này sẽ mai một. Cái tín ngưỡng này sẽ mai một. Mà cái lý tưởng giác ngộ là không mai một. Cái quan trọng là quan trọng cái lý tưởng giác ngộ. Vì vậy hai cái sinh hoạt của xã hội, của nhà quý vị và cái sinh hoạt của nhà chùa nó khác nhau ở cái chỗ là đến đây là cái trường học. Mà cái trường học mà nó không giống cái trường học ở ngoài xã hội, mà trong đây có tín ngưỡng. Cho nên đây nó cầu an, cầu siêu, du lan, báo hiếu, mà phải tu, phải niệm Phật, đó nè, phải tu bát quan trai, phải thọ tam quy ngũ giới. Chứ còn nếu mà cúng không thì đâu phải là cái trường học. Cái trường học thì không có cái đó, chỉ có dạy học thôi. Mà trong chùa chúng ta là có trường học mà có tín ngưỡng, mà phương tiện cái tín ngưỡng này để đưa quần chúng Phật tử đến gì, đến con đường giải thoát, phải học đạo, phải tu đạo. Cho nên cái cồn bãi mà Đức Phật thí dụ là mà chúng ta mắc kẹt cái cồn bãi này là chúng ta mắc kẹt ở cái tín ngưỡng. Chúng ta mắc kẹt ở tín ngưỡng. Cho nên thầy trụ trì cứ bài ra tín ngưỡng, bài ra cái chuyện này, bài ra cái chuyện, bài cái khác, chỉ tín ngưỡng thôi để mà thu lợi thì chết Phật tử. Chết hết. Tôi nói cái đó là cái căn bản. Hãy bài cái tín ngưỡng không là chết Phật tử hết. Bởi vì họ đến đây họ đi vì cái tín ngưỡng không thôi, mà không có cái cốt lõi của đạo Phật, không chỉ của họ phương pháp tu hành để họ giải thoát cuộc đời của họ thì chết Phật tử mình hết. Mà đạo Phật cũng thành cái đạo chết luôn. Là tu sĩ chúng ta mắc cả cái cồn này, mắc cả cái cồn này. Nay bài ra cái lễ này, mai bài cái lễ ra, đặng mà có cái gì đó cho nhà chùa, nhưng mà quên cái tu học của Phật tử. Tôi nói sư bà Tịnh Lý ở dưới Cần Đước, tôi nói quý vị nghe, sư bà 80 mấy thương sư bà tịch rồi, mà sư bà thương Phật tử đi tu Phật thất đó như là con ruột của mình vậy đó. Tối sư bà đi thăm từng người hết, đi thăm từng người Phật tử hết, nằm chỗ nào sư bà đi thăm hết, thuốc men sư bà để đó, sáng ai có cái gì sư bà thuốc men cho Phật tử uống đi con, uống ăn uống đàng hoàng. Sư bà thương thật là thương hết. Bởi sư bà nói sao, cuộc đời của tôi đi tu để là hướng dẫn cho Phật tử biết tu tập để giải thoát, chứ không phải là tôi mượn cái chùa này tôi cúng kính để tôi lấy tiền. Sư bà không chịu. Tôi về đó tôi giảng rồi Phật tử họ kể là tôi nghe, chứ tôi đâu có ở đó. Họ kể từng cái chi tiết của sư bà đối với cái đạo tràng niệm Phật đó. Mà mùng 1 Tết mà sư bà mở cái đạo tràng niệm Phật đó, quý vị tin không? Tôi đâu có dạy được. Tôi nói trời ơi, ở chùa mà mùng 1, mùng 2 Tết đi họ đuổi á. Vậy mà mùng 1 Tết sư bà mở khóa Phật thất được, Phật tử vẫn đi tu được. Bởi vì cái ngày đó là cái ngày mà con cháu xui gia bạn bè, thế mà Phật tử họ bỏ công việc nhà của họ đi tu Phật thất được, là quý vị họ biết sư bà, họ thương sư bà cỡ nào không? Tôi nói là tôi nể sư bà vô cùng tận, nể sát đất, không có nói nể sát đất. Tôi nói sư bà ơi, tôi chỉ dạy tháng 2 thôi chứ tháng giêng tôi dạy không được. Nghĩa là trong 12 tháng tôi dạy từ tháng 2 tới tháng 11, nhưng mà đặc biệt cái là tháng giêng tôi dạy không được. Thôi sư bà về dạy, sư bà làm. Ai mà trụ trì mà bỏ mùng 2 Tết đi, mùng 1 khai khóa, mùng 2 tôi về giảng. May mắn có Phật ra đời. Cho nên qua bao nhiêu cái thử thách, qua bao nhiêu cái kinh nghiệm cuộc đời của tôi, thế thì tôi sẽ trao lại cho quý thầy quý cô hết. Để chi? Quý thầy quý cô có một cái nhận thức để mà tu hành. Vì sao? Vì chúng ta gặp được Phật, chúng ta học được giáo lý của Đức Phật, chúng ta có cái hạnh phúc lớn. Chúng ta
sống như cái đạo lý giải thoát của Phật, chúng ta thấy cái an lạc, chúng ta thấy tiền bạc danh vọng tất cả những cái gì đó, thưa quý vị, nó là phù du, không có nghĩa cái gì đó với mình nữa. Mà cái chân thật mới là cái nguyên nhân. Tôi thì cái kinh nghiệm nó nhiều hơn cái quý thầy. Bây giờ thì quý thầy ra trường rồi, có bằng cấp rồi, không thua tôi đâu, nhưng mà cái kinh nghiệm không. Ví dụ như bây giờ đến một cái địa phương đó mà giảng cái buổi giảng đó, giảng làm sao cho nó ăn khách, giảng làm sao mà cả cái quần chúng trong cái lớp này nó nghe được hết, mà cái kinh nghiệm tôi trao cái kinh nghiệm đó. Còn cái bài vở thôi quý thầy thoải mái nói sao cũng được hết. Bây giờ văn chương lỗi lạc hơn quý thầy của hồi trước nhiều, nhưng mà cái kinh nghiệm đó. Thôi đi, hết giờ ngàn đó thì tôi biết cái thần kinh rồi nó báo hay lắm, cái tôi tới giờ tôi biết. Thì thưa quý vị, thế này để nói tóm lại là cái nhân duyên mà đời trước thầy trò chúng ta ở một cái đạo tràng nào đó, bây giờ mình trôi lăn kẻ Nam người Bắc, kẻ Âu người Á, trôi nổi mênh mông, bây giờ mình gặp lại nhau như thế này, ta phải là cái nhân duyên của Phật ta, ta phải mang ơn Đức Phật, ta phải kính trọng Đức Phật, cái điều đó. Nếu không có Đức Phật thì chúng ta không gặp nhau này. Mà chúng ta có gặp nhau nữa thì chúng ta không có được cái tinh thần hòa hợp rồi vui vẻ rồi an lạc như thế này. Cho nên mình bây giờ đó, mình cũng không bỏ được nhiều như Đức Phật, nhưng mà mình vì Phật tử họ bám víu với mình, họ thương mình, họ đã quy tụ được với mình, họ sống với mình như thế này, thì cái này khó mà tìm, khó tìm. Chứ không phải vậy thì đó, tôi nói như vậy đó. Rồi khi mà quý thầy có xa cơ lỡ bước hay có cái gì rồi, quý thầy mới nuối tiếc, mới thấy được cái tình cảm với tình Phật tử đối với mình, cái đạo tình đối với mình khó tìm. Tôi là trân trọng cái điều đó. Ở đâu cũng vậy, quan trọng nhất là giữ cái đạo đạo hạnh của mình, bằng cấp không có cần thiết, không cần thiết. Với thầy không có đạo đức thì cái bằng cấp của quý thầy bỏ đi, còn phải có cái đạo hạnh, thì chính cái đạo hạnh đó là cái ruột rà của Phật pháp. Cái này chứ không phải là chùa cao Phật lớn, cái đó là cái nhân duyên. Nếu ví dụ bây giờ Phật tử mình trong mình có cái điều kiện thì các cái chùa lớn, như tôi thì quý vị thấy là cái xóm rễ nó nghèo, thiệt là nghèo luôn, mà tôi phải có cái chùa là 500 mét vuông, cái giá trị của 500 mét vuông, nghĩa lý gì cái gia đình Phật tử đi vô đây làm nghĩa lý gì, 200 đoàn sinh gia đình Phật tử nó vô cái chánh điện rồi thì làm sao đạo hữu vô, cho nên tôi phải cố gắng ráng được các cái chánh điện 500 mét vuông. Chứ còn tu thì ra có tài tù tầng chùa, nhưng mà hãy tín ngưỡng phục vụ cho tín ngưỡng là phải các chùa. Mà tùy theo cái hoàn cảnh là mình đông thì mình phải cố gắng đông để là có cái chỗ tu học cho Phật tử. Bây giờ tôi mở cái đạo tràng niệm Phật mà không có cái chỗ làm sao được, chỗ ăn cơm làm sao tôi mở cái đạo tràng được, rồi xong rồi đi kinh hành làm sao đi kinh hành được, rồi chỗ ngồi để niệm Phật làm sao. Cho nên tôi cố gắng tôi làm cái chùa 500 cái vuông để cái đạo tràng niệm Phật và cái gia đình Phật tử tôi nó sinh hoạt. Đó là vì cái nhân duyên, mỗi cái đạo tràng nó mỗi khác, nhưng mà cố gắng làm sao đó ít nhiều được cái đạo tràng mà chúng ta phải tu học cho nghiêm trang, cái nghiêm trang đại đàng hoàng. Thế còn cái số lượng thì cũng mình cũng cần tâm, chứ nó không cần thì cũng không đúng, nhưng mà tâm thì phải có nề nếp, phải có đạo hạnh được thì cũng tốt, chứ mà tâm nó mà nó không có nề nếp gì hết thì cái đông nó cũng ổn, không nên gì. Thì tôi quan trọng cái chất lượng hơn. Nếu như ở đây mà một lần tôi qua nữa mà có một Phật tử vãng sanh thì thầy tâm linh hoàng một người vãng sanh không, nó có nhiều. Một cái đạo tràng này có một người vãng sanh cả thế giới luôn, cả thế giới này biết luôn. Cái chất lượng tu là vậy. Tôi nói mấy cái mẫu chuyện mà bản sanh đó, cái bà Phật tử ở quận năm, bà ra bà nói tôi thế này,
nên con kể thầy nghe cái chuyện có thiệt không bao giờ tin. Là con với thằng cháu nội con á, là nó ngồi nó học bài, rồi để cái đèn nhỏ thế này, cái cửa sổ đó, con ngồi con niệm Phật cái bộ sa văn đó này. Là bài cháu con này ngày nào cũng phải chờ nó học bài xong hết rồi mà cháu mới đi ngủ. Cái tự động nó nói bà nội quý thầy quý sư đi vô trong cái hẻm nhà mình đâu mà rõ đường hết trơn, vàng hết rồi nội. Bà già bên mở cửa bên ra bà thấy có ai chó không sủa gì. Bà nói con nói sao chứ đâu có quý sư quý thầy đi đâu mà giờ này mà con thấy vàng hết. Con thấy con đứng dậy con dò đàng hoàng đó nội. Thì bà mới đi vô cái nhà trong cái hẻm này có hai nhà Phật giáo thôi, còn bao nhiêu là cá hộ hết. Bà chạy vô bà gõ cửa cái nhà trong đó, bà kêu nhà nó, nhà em làm cái gì mà thỉnh quý sư rồi đi ban đêm đông vậy? Thì cô chủ nhà có nói đâu có em đâu, có thỉnh ai đâu, có rước ai đâu, đang tập trung niệm Phật cho ông bố con ở sau nhà nhìn hấp không biết. Đó. Thế thì cổ kết luận rằng là trong cái nhà này có người đang niệm Phật cho ông cụ đang hấp hối tiếp dẫn, thì thánh chúng đến rước ông cụ đó. Thằng nhỏ nó mới thấy được, cái thằng nhỏ nó đâu biết nó láo không đứng, nó đâu có biết nó láo mà nó đứng lên nó dòm nè vậy. Thì bà ra bà thế thì ông cụ này niệm Phật và gia đình này cũng tu Phật hết. À, thì ông cụ hấp hối gia đình tập trung là niệm Phật chứ không có rước ai hết mà trong gia đình này. Thì cái kết quả đó là có thánh chúng đến rước. Thì bà Phật tử này bà vừa nói như vậy thì ông cụ ở đó niệm Phật luôn 46 tiếng đồng hồ sau. Bà thư với tôi nên bà nói như vậy thì tôi mới xác định rằng đó là thánh chúng đến rước người niệm Phật. Mà cái hiện tượng này là thằng bé này nó thấy chứ không phải là người lớn thấy. Mà nếu như chư tăng họ đi trong cái giờ đó thì chó trong cái sớm nó phải sủa. Mà chư tăng đi cúng trai tăng hay đi làm cái gì cũng phải ban ngày chứ ai đi ban đêm không. Mà thánh chúng người ta rước đó là đó đây, không có cái gì mơ hồ hết mà là chứng minh rõ ràng là mắt thấy tai nghe. Bà nội bà nói con nói sao chứ quý thầy quý sư đi đâu mà ban đêm cho không sủa. Thằng nhỏ nó nói con đứng lên con dòm theo cái nội. Bà mới tức tốc bà vô trong đó bà gõ cửa bà gọi cái nhà đó đang tập trung niệm Phật tiếp dẫn chồng. Bà hỏi